Để xanh này, để thầy dụ nó kéo tầm lên nha. Quay. Mày này, ui một viên vô đâu đâu, đẩy luôn. Mày này, ui má, đẩy ngu ta. Không bao giờ bỏ được cái tật đẩy ngu rồi, anh không dám cái. Hello mọi người nha, thì nếu mọi người có nhu cầu mua nick Free Fire, thử vận may kim cương, uy tín, giá rẻ, chất lượng thì hãy ghé qua shop bechanf.com nha. Thì đây là shop của mình do mình đứng ra chịu trách nhiệm. Này mọi người cứ yên tâm nha, thì đường link của shop mình có để dưới phần mô tả và bình luận video cho mọi người tham khảo nha. Hello anh em nha, thì đáng lẽ là mình chỉ chơi cái trận tử chiến này, mình vào mình ghép con viên mình bắn ranh bình thường thôi. Tự nhiên vào mình gặp thằng hách trong team mình anh em xem này, cho mày anh em xem này, vừa hồi sinh qua nó ta la qua nó bắn hết sọc bắn thần luôn đấy. Mình từ tử mình xem cho anh em xem này. À, chơi từ tử xong nó bắn gục 3 thằng à, rồi xong hết luôn, nó bắn hết sọt bốn mặt luôn, ghét phải luôn đấy. Ồ dân nó đặt cái tên là bét leo lèo nữa nhé, giết cái biểu bưu mày đấy. Nó trong tim mình anh em xem này, vừa cho mày nó vừa thấy cái vòng bắt tử này nó phi qua bên kia, nó là bạc chắc hết bốn thằng bên kia luôn. Mấy anh em xem này, cho mày mình ra mình gã nó solo cho anh em xem nha. Mình mở tiếng game nhỏ lại xíu anh em, chú mày anh em xem này, từ mình đặt cái mình cản nó lại ra à, nó này thế nào nó tóc biến qua tới hơn kêu à, rồi xong luôn, báo mã hết sọt luôn ba nó đậu xanh đó đấy. Mình lên được 33 sao này, mình nó bán 16 kêu luôn, thấy không đậu xanh đó. Đây mình rời nhóm, mình xin vào nhóm của nó nha. Đây mình mời nó đang trong nhóm rồi, để mình xin vào nhóm đó, mình sẽ bán vào luôn. Gã nó solo cho anh em xem này. Giờ mình sẽ vào nhóm gã solo nó nha. Đó, solo với hết luôn, nó mới chắc anh em ạ. Xịt tại luôn. Sao ta, nó không cho mình vô rồi. Nó cho mình vô anh em ơi. Buồn vậy. Mẹ cho vô đây. Để từ từ mình sẽ bám miết mới được. Sẽ bám. Để anh em xem này. Ui à, tỷ lệ 86%. What the fuck. Tỷ lệ 86%. Man. Sẽ bám tiếp. Cho tao vào đây mà. À đâu không tồn tại. Nó ra nhóm là mình mời nó nha. Nó không vô ta. Chán rồi à. À thanh niên hách vô rồi. Em ơi. Từ mình sẽ gã solo nha. À, solo không hách. Mình sẽ gã nó nha. Gã hách solo anh em ạ. Để coi nó có trả lời không. Solo á. Chơi luôn. Ok, nó trả lời kìa anh em. Có vé tàu phòng thì vào đi. À ok, nó kêu là mình có vé thì tàu phòng. Giờ mình sẽ qua cái nick phụ của mình tàu phòng nha. Nick chính này mình hết vé rồi. Giờ mình sẽ qua cái nick phụ mình tạo solo nó nha anh em. Đây. Cái bạn rồi đi solo xong rồi xóa bạn. Rồi. Từ từ để mình vào quân đoàn mình coi thử cái nick nào mình còn vé ta. Hình như mình còn 3 nick có vé luôn. À đây nick bé chanh lắm ta. Ok. Giờ mình sẽ qua cái nick kia nha. Mình gái với nó tới cho vui nè. Giờ mình sẽ gái nha. Xin cái tuổi, mình sẽ nói là xin cái tuổi. Gái với hách mà nè. Chơi với hách, gái lên. Mình sợ mình hở cái đầu ra là bay cái đầu mình nè. Ok, giờ mình đã qua được cái nick phụ của mình rồi nha anh em. Ok, mình mới bảo nó kết bạn mình rồi, giờ mình sẽ vào chấp nhận nó để mình tạo phòng ra đây. Nó gửi là mời kết bạn mình rồi. Ok, giờ mình sẽ tạo phòng nha anh em, để mình nhận vé cái. Đấy, ok, giờ mình sẽ mời nó vào nhóm. Nói nó cho nó chờ thấy. Chứ không nó chờ nó chạy nữa anh em ơi. Ok, giờ mình sẽ tạo nha. Anh em xem clip nhé, cho mình một like video và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Ok, giờ mình đã tạo phòng xong rồi nè anh em. Mình xin cắt ngắn bớt để anh em xem nha, chứ video nó dài quá. Ok. Mày đâu, ra đây. Anh em xem nó bắn này. Ở đây chú ý xem nó bắn này, hở cái đầu là bể đầu cho xem. Hách mà anh em. Anh xem nè. Đấy rồi, mày láo. Hách với chúng tôi, ra đây, hách đâu. Nó cầm anh là 94 chứ mày, nó lên nó xáy bể đầu luôn. Đây hát nè, hát nè, ui má vừa nói xong má nó cay quá luôn.
hở cái đầu là bay hả à, anh em chị, chơi với hát mà bởi vì vậy phải đặt ke nhanh anh em, solo hát mà bởi vậy mình phải đặt ke thiệt là nhanh. Ok anh em đón xem hết clip của mình nha. Ở trên cái thiên niên hát này hài vãi liền, hở cái đầu là bay nó. Mà nãy mình có bảo là đừng có chơi tay la, tại nó tay la sao mình bắn cho lại. Nãy mình có nói ở ngoài phòng rồi, mình kêu là đừng có tay la nên là nó kêu nó ok. Cái tay la nó qua nó chơi mình chết sao nè. Nên mình nói nó không tay la rồi nha. Ui bay cái mũ liền, trúng cái đầu liền mấy chừng đó đam. Một viên mà chừng đó đam là vô đầu đó nè. Mày nói rồi, mày lại ngu, ui má, có viên vô đầu không tính thấy sọt kìa. Viên đầu tiên ngay đầu nó luôn, mà nó không tính thấy sọt. Ok, một đèo nha anh em. Ở cho anh mày thằng hát đâu, ra đây. Nè, từ từ chơi với hát phải đặt ke thiệt là mạnh, thiệt là nhanh lên. Mày nói rồi, ở cho anh hát đâu, hát với chúng tôi. Hát đâu, ra đây, ra đây, ra đây. Mày hát nè, mày hát nè, mày hát nè. Ui bay cái mũ rồi, ui bay cái mũ rồi, bay cái mũ rồi, bay cái mũ rồi. Từ 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 anh em, đúng quá, mẹ thấy sọt nữa kìa, má sầu găng mà nó bắn cũng thấy sọt luôn á, sầu găng mà nó bắn mình cũng thấy sọt luôn á anh em, đậu xanh á, quái liền. Video này mình không nhận dựng nha, sự thật 100% nha, mình đi ghét con nhiên mình gặp nó xong mình gã solo đó, anh em thấy rõ clip rồi đấy, đậu xanh á, nên xem nó bắn kìa một viên là bay cái mũ à. Xanh giờ mình phải cầm MB mình giữ khoảng cách, thằng này nó chơi sọc găng anh em. Phải cầm MB mình giữ khoảng cách mình kéo nó. Mày này, ui, sao quá, không có viên nào vô đâu luôn. Tại mình sẽ đẩy gần lại tới hay sao ta. Ok, giờ mình sẽ đứng đây kè nó, đẩy lại luôn đi. Đấy rồi, đấy rồi. Mày, ui, đặt kéo nhanh đấy. Mày, ngã ha, đẩy lấu, bể đầu cho con. Lầy thì đẩy lấu chúng tôi này. Ok, hay rồi nha anh em ơi. Má giờ mình phải tìm cách đặt cái thật là nhanh chứ hở cái đầu đó là nó bắn rớt cái mũ à, sụt găng hay là xuống xa gì nữa. Nó móng một phát là ra bay cái mũ à. Mày nè, mình sẽ chơi bắn lén nè anh em ạ. Để ta luôn, để ta luôn. Bắn lén lục bạc nữa nha. Má này nó áp sát mình nè, nó đặt keo nó áp sát mình nè. Ủa xanh mày. Ê quay nạp đạn ơi. Ủa xanh á. Đặt keo nhanh ra, đậu xanh ra đây. Thích lê lào. Mày nè. Mù mắt. À, đặt keo. Mày nè, ui nó đặt kêu nhanh ghê anh em. Má gặp hết biết chơi. Mày, ui lại bay mũ má. Nó bắn kiểu gì cũng thấy sọt hết á. Đây, anh em thấy không? Nó bắn kiểu gì cũng bay đầu mình thấy kìa. Đậu xanh gặp thằng hết biết chơi nữa chứ. Nó bắn phát nó đặt kêu, đậu xanh 2-3 rồi. Nó bắn một phát nó đặt kêu liền luôn. Đậu xanh ghê vãi liền anh em ơi. Mẹ mày ra đây, đậu xanh này. Rồi, đây rồi, ra đây bạn nghe, mày nè. Hát ra đây. Tầm này nó bắn sổ găng thì mình không cháy, tại nó xa mà. Tầm này bắn sổ găng thì không đủ đam giết mình. Mày rồi, hát ra đây. Mày, ui, nó bắn vô người mình nè, em đậu xanh. Sao quá, nó bắn, mình ngồi cái thế nó bắn vô người mình kìa. Ui, nó giờ nó chạy áp sát mình rồi, anh em chạy. Đậu xanh này, thầy dụ nó kéo tầm nó nha, quay. Mày nè, ui một viên vô đâu rồi, đẩy luôn. Mày nè, ui má, đẩy ngu ta. Không bao giờ bỏ được cái tật đẩy ngu rồi, anh Hận xanh cái tí. Ba bóng đi mà. Bây giờ mình sẽ răng gỡ lên ba bóng nha nè. Dụ nó mình kéo tầm MB nó. Giờ hai bóng này nha. Mí cái thằng khách. Nên mình tầm mình sẽ chơi hết luôn. Ra đây nào. Ra đây. Mày. Từ. Áp sát kéo nó. Ủa nó ra rồi ta. Nó nấp rồi. Nó nấp rồi ta. Ủa nó rồi. Ê thanh niên sao ngồi một đống vậy. Ngu này hết sọt nha. Hết sọt. Ê thanh niên mà sao nó ngồi yếm ta. Thanh niên bị ganh rồi anh em ơi. Hình như thanh niên bị ganh rồi mẹ ơi. Thanh niên bị ganh rồi anh em ơi. Hay là bị ban ác rồi. Thôi rồi. Mày ôi báo bắn rồi. Thanh niên bị ganh rồi anh em ơi. Thanh niên bị ganh rồi. Bóng đèo mẹ rồi. Thanh niên bị ganh rồi anh em ơi. Thôi chắc game này mình ăn nó rồi. Nó AFK rồi anh em. Đội xanh. Có gì video sau mình sẽ rủ nó solo lại nha. Đây này nó AFK này. Hết sọt. Anh em thấy mình nhấp nhô Toko ghê không.
Đậu xanh thanh niên hách bị mẹ ganh rồi. Chán thế nhờ. Đậu xanh đang solo bị mẹ ganh, nó đang ăn mình. Bị mẹ ganh rồi. Thôi video sau mình sẽ rủ nó solo lại cho công bằng nha anh em. Giờ thì mình ăn nó chắc rồi. Ok thì anh em nhớ cho một like video, một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì chắc video sau mình sẽ rủ nó solo lại nha. Vãi, tự nhiên mình ăn được 6 bóng luôn. Mấy solo với hát hài vãi liền anh em. Ok bye bye anh em nha.